phở này. Không biết là chợ hôm nay có người không, mình chưa thấy là có người. Đến hiện tại bây giờ là thường thường là mấy mấy giờ chợ nó đông ạ? 9 giờ mới đông á? Ồ, thế này mọi người đi muộn đúng không? Chứ ở chợ mình đi hay chợ Xin Chén á là 7 giờ đã đông lắm rồi. Và 8 9 giờ là bắt đầu tan rồi. Chào các bạn nhá, đến với kênh YouTube của Hải nhá. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Hải đang có mặt tại chợ vùng cao. Chợ này mang tên là chợ Cao Sơn. Đấy, các bạn nghe thấy tên Cao Sơn có thấy lạ không? Cao có nghĩa là ở trên cao, Sơn có nghĩa là ở trên núi các bạn. Có nghĩa là chợ này nằm rất là cao ở trên núi, rất là xa các bạn. Hải hôm nay đi từ nhà và đến đây thì khoảng mất 2 tiếng, đi từ lúc 4 rưỡi và lên tới đây thì nó rơi vào tầm 6 rưỡi thôi. Ở đây thì bà con thì đi chợ cũng mình thấy thì hôm nay thì đây đi khá là muộn. Đến đây thì bà con mới bắt đầu dọn hàng thôi. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay ghi hình chia sẻ để gửi tới quý vị và các bạn nhé. Xem chợ Cao Sơn ở trên vùng cao này có đặc điểm gì thú vị và phong phú, Hải sẽ chia sẻ cho mọi người. Đấy, xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải trong phiên chợ ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Trung tâm văn hóa thể thao xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cắt này nhanh nhỉ, có tăng đơ. Đấy. Và bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người đi chợ cùng với Hải nhá. Ở bên dưới kia là chợ Cao Sơn các bạn. Một phiên chợ đồng bào ở đây thì đa số là đồng bào người Mông. Và các cháu học sinh bây giờ đang đi học. Ở ngay đây có một ngôi trường các bạn. Ngôi trường cấp 1. Đây, trường nằm ở dưới này này các bạn này. Đấy. Trường 2 tầng này. Cả tầng bên kia bên này nữa. Đây này. Nói chung là rất là khang trang, kiên cố, sạch sẽ. Đấy, đầu tư. Đấy, các cháu học sinh bây giờ là đang xếp hàng các bạn nhìn chưa? Đang xếp hàng để điểm danh vào lớp cũng như ngày xưa mình hay đi học đấy các bạn. Đấy. Và bên này là dưới chợ nhá. Bây giờ mời các bạn đi xuống chợ cùng với Hải. Mọi người mới bắt đầu đi chợ thôi. Đấy, khu vực này Hải thấy là người ta bán hoa quả này. Đấy, những quả táo, quả cam, quả quýt, quả lê, dưa hấu. Đấy, kia là dưa hấu à. Ở bên này thì có mấy anh cắt tóc này, cắt tóc di động các bạn. Mấy quán cắt tóc di động. Và ở đây thì thường thường là người ta cắt thì 25.000 một đầu. Đấy. Nhanh nhỉ, đã xong rồi. Bình quân là 10 phút đấy nhỉ. 10 phút một cái đầu, rất là nhanh các bạn. Kênh của anh Hải và Bảo Thắng. Anh ở Bảo Thắng ấy. Ờ, anh lấy tên Hải Bảo Thắng. Có mang không? Có. Em cứ đánh từ khóa là Hải Bảo Thắng thấy ngay. Hải Bảo Thắng. Ờ, Hải Bảo Thắng. Bạn ấy cắt tóc. Buổi sáng được mấy đầu ấy nhỉ? Hai đầu chưa? Ừ. Hai đầu rồi. Là làm 50k rồi. Rất là nhanh. Hơn đấy. Một ngày bình quân khoảng đến 20 đầu không? Một phiên chợ ấy. Được nhỉ.
22 là 4, gọi là 5 600 nhỉ. 500 bình quân là 5 600. Rồi anh đi một tí nhá. Đấy. Cắt tóc công việc cũng khá là nhẹ nhàng, cần kỹ thuật một tí thôi. Đây, bác này đến hơi muộn nhá. Mình vừa đến này. À chắc hôm nay đến hơi muộn rồi. Mình ở đâu? À tận Mường Khương à? Cũng ngay đây nhỉ? Này một bạn cắt tóc nữa. Giờ cắt tóc di động di chuyển rất là nhanh các bạn. Đây. Bác này mua gì đây? Buổi sáng mua cái tất à? Và mùa này là mùa thu rồi các bạn. Buổi sáng đi cũng khá là rét. Chợ Cao Sơn các bạn diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Hình như một mình thử hỏi bác này xem là một tuần này bác ơi, một tuần này, diễn ra vào mấy một phiên này à hay là mấy phiên à? Chợ này này. Đó, chợ Cao Sơn này một tuần mấy phiên à? Một tuần có một phiên này à? À cũng giống như chợ Công Nghi nhỉ. Một tuần có một phiên thôi. Cháu tưởng là một phần tuần hai ba hai phiên. Một tuần có một phiên các bạn. Ở kia là trường học nhá. Và bên này thì bà con đang dọn các mặt hàng. Những cái hạt giống rồi cả thuốc nữa. Cả nói chung là đủ các thể loại các bạn. Người ta đang bày bán ở đây. Đấy. Quán này là quán gì đây? Quán này là quán đồ ăn vặt của trẻ con ăn sáng các bạn. Đây là có món gì đây? Này đậu tương nhỉ? Đậu tương. Nhưng mà hạt này sáng nhỉ? Chắc hạt giống sao ấy? Hạt này đẹp này. Bình thường là người ta bán 25k một cân. Không biết ở đây bán bao nhiêu? Cũng 25 anh. Anh mua về làm giống à? Không, mình bán chứ. À mình bán à? Đây là hạt giống này các bạn này. Đấy. Hạt giống rất là sáng màu đẹp. Ở kia thì Hải thấy là người ta bán cả thảo quả tươi các bạn. Đấy. Các bà, các cô người Mông đang ngồi bán hàng buổi sáng. À, cô ạ. Ở đấy là chủ yếu là người Mông với người gì nữa cậu? Có người Lùng không? Có nhỉ? Đa số là người Mông nhỉ? Đấy. Bà đây vừa đi bán khen đấy các bạn. Bán khen này, bán cây xuyên tiền này. Và bán cả đỗ đây. Mình xem tí nhá. Đỗ tương này các bạn này. Đấy. Đậu tương này người ta mua về làm đậu ấy. Làm ốc đậu nữa. Làm đậu phụ nữa nhỉ. Đấy. Hoặc là về làm giống nữa các bạn. Đậu tương rất là tròn và sáng màu. Đây là người ta bán gì đây? Bán thảo quả này. Thảo quả tươi các bạn. Không biết ở trên vùng cao như thế này mà người ta bán bao nhiêu. Cái này khoảng bao nhiêu tiền một cân cô? 40.000 một cân à? À thế là rẻ hơn ở một số chợ kia. Một số chợ kia người ta bán là 50.000 một cân. Đây thảo quả tươi nhá. Là một trong những gia vị thức ăn cho vào thức ăn đấy các bạn. Rất là nổi tiếng và đặc sắc ở trên vùng cao. Đây là gì đây? Đây là quả quả táo mèo. Quả táo mèo. Cái này để ngâm rượu, ngâm đường các bạn. Đấy. Ăn được, ăn thì nó hơi chát chát một tí. Còn kia là cô có mớ rau dớn các bạn. Đây, mớ rau dớn này. Đấy. Mớ rau. Còn đây là đỗ các bạn. Đấy, các cô buổi sáng đang ngồi bán hàng. Đấy, chúng ta sẽ đi một vòng nhé các bạn nhé. Xem chợ Cao Sơn này có gì đặc biệt khác so với một số chợ khác không các bạn. Đây là rau dớn rất là nhiều này. Đấy, cô ấy hái được nhiều. Và những cái rau dớn này nó sống ở những nơi ẩm ướt như bờ suối này, bờ ao này, rồi những cái khu mà ven đường nó có nước chảy qua. Đấy, nói chung là những cái
khu mà nó ướt ướt một tí. Đấy, kia là bi chuối rừng này. Ôi, đây là bi chuối rừng. Cái này là chưa là phải cái bi đâu nhá, mà cái này là cả một cái buồng mà nó bắt đầu nó lòi lên khỏi cái thân cây chuối. Đấy, ở trong này là có những cái bẹ và cho có quả ở trong đấy các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đi tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực ngoài đường. Đấy, hai bên các bạn, hai bên người ta bày bán rất là nhiều. Ôi bưởi này, bưởi đây là bưởi gì đấy chị? Quả to nhỉ? Đây em xem tí nhá. Ôi quả này to đấy. Quả này mà rằm trung thu cho vào lên lải thì cực đẹp luôn này. Quá là to. Đấy, quả này nó bé nhưng mà quả này, mấy quả này nó to đẹp nhỉ. Bưởi. Chợ Cao Sơn. À, đây là đường này các bạn này, đây là đường ấy nhá, chứ không phải là mà hai bên người ta bày. Đấy, rất là đẹp. Hàng hóa bày ra sẵn rồi buổi sáng đây các bạn. Ở ngay ngoài đây thì đa số là những cái mặt hàng dụng cụ. Đây ví dụ như là ủng này các bạn này, giày này. Đấy, những cái dụng cụ đi lao động ấy, súng ruộng rồi neo lương, giày đinh. Đây. Cặp sách. Đây, ở trong này là không biết là người ta bán gì đây. Chúng ta sẽ đi vào bên sâu một tí nữa các bạn nhé. Đi vào trong này xem có gì ở trong này đâu. Mình thấy là người ta đi vào lối này khá là đông các bạn. À, ở đây thì Hải thấy là người ta bán quần áo, là quần áo người Mông các bạn, quần áo đồng bào. Đấy, cô đang dọn hàng. Đây thế này. Ở trong đây thì mình thấy là những cái lán các bạn. Đấy, làm bằng cột gỗ và ngói bờ lô xi măng. Trông rất là mộc mạc, giản dị nhé. Chợ quê ở trên vùng cao, chợ Cao Sơn các bạn. Chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong này xem có gì không nào. Chào chào ông nhá. Ông bán cả dao à? Đây là dao phát nhỉ? Ra phát liềm, những cái đồ mà đi phát mương. Hôm nay ông đi từ mấy giờ à? Và đi sớm không ạ? 7 giờ. À 6 rưỡi. Nhà bác nhà ở đâu ạ? À đi đường nè. À, ông có cái đài hình, kia đài Trung Quốc nhỉ? Đấy, nó có hình các bạn. Hay nhỉ? Như kiểu TV nhỏ luôn. À, cái đấy là mấy trăm đấy? 1 triệu à? À cái đấy là. Cái đấy là phát bằng thẻ nhớ các bạn. Đấy, phát bằng thẻ nhớ. Người ta đi tải nhạc về, tải nhạc hình vào cái thẻ nhớ ấy. Thế là phát ra hình. Cái này làm lâu chưa ông? Những cái lều này này. Lâu rồi nhỉ? Đấy, những cái lều làm cột kèo bằng gỗ này các bạn ơi. Nhìn nó mộc mạc, giản dị này. Nhưng mà cứng nhỉ? Mình thấy này nó cứng này. Ở đây thì chào em nhá. Ở đây này, có một bạn bán túi, mình xem tí nhá. Đây này có túi thổ cẩm này các bạn này. Túi này các chị em phụ nữ hay đeo các bạn. Cái này người ta thêu này. Cái túi này khoảng bao nhiêu tiền ạ? Đây. 150 à? 150. Cái này là thêu hai mặt đấy nhá. Thêu thủ công bằng tay các bạn. Ơi. À, mất phí à? Xem có gì bán để mua nè. Đâu có gì? Bạn à đây. Cái gì đấy? Găng tay à? À cái quấn chân của phụ nữ.
Cái này là mùa đeo mùa thu. Cái này mùa thu mới đeo chứ mùa đông chứ nhỉ? Cái này đeo cùng với các váy dân tộc. À, người ta hay mặc váy xong đeo ở dưới chân nhỉ? Ừ. Mình cứ tưởng là tất như kiểu để đeo các mùa mùa thu như mùa đông cho nó ấm ấy. Ồ, đây là rau nhỉ? Anh xem tí nhé. Rau cải này. Nhưng mà rau cải. À. Tí có phí bao nhiêu thì trả anh trả luôn. Nhà mình xa không ạ? Để ở Mường Khương à, trung tâm à? Pha Long. Pha Long. Ôi. Pha Long là nó ngang với Xin Chén rồi nhỉ? Xa hơn Xin Chén một tí chứ nhỉ? Ừ, Pha Long cũng là đi đường Xin Chén mà. Nhưng mà thế em đi từ mấy giờ? Đi từ 4 giờ. 4 giờ xa nhỉ? Em đi một mình à? À, cả đây đây à? Đây à? Không phải à? Thế đi xa nhỉ? 4 giờ sáng. Thế anh còn xuất phát từ 4 rưỡi. Mà đến đây khoảng trên 6 giờ rồi. Nhà anh ở Bảo Thắng ấy. Ờ, nhà gần hơn. Nhà gần hơn em một nửa đường ấy nhỉ. Chính tỏ đi sớm nhỉ. Sao hôm nay là hôm nay thứ tư à? Hôm nay thứ tư thì cũng có Xin Chén, xong đi Xin Chén nhỉ? Không thích đi à? Xin Chén anh thấy đông người mà. Xin Chén là gần hơn em nhiều chứ, gần hơn chợ này mà đúng không? Pha Long mới Xin Chén. Mà đi từ, anh thấy là chỗ rẽ vào chợ Xin Chén là đi thẳng là đi Pha Long mà. Sao? Anh thì chưa đi Pha Long bao giờ nhưng mà anh thấy là có người đi nối đấy được mà. Thế từ chỗ 4 giờ sáng. 4 giờ em đến đây khoảng bao nhiêu cây nếu em tính ấy? Từ nhà em đến đây là bao nhiêu cây? 50 cây. Ồ, thế là xa mà, quá xa nhỉ. Mà chợ này không biết là bán bằng chợ Xin Chén. Em đi Xin Chén bao giờ chưa? Ồ, Xin Chén đông người lắm. Đông gấp, chắc là nếu mà gộp tất cả chợ này vào nó phải gấp 5 lần nhỉ. Đông mà. Đông lắm. Chỗ nhiều mà. Bây giờ là không phải Tết nhiều chỗ lắm. Đây là khu vực người ta bán đấy. Chỗ này vẫn có một số nhiều người họ chưa đi này. Một cái lều. Thế thì chồng bán mặt hàng gì? Chắc là chồng phải bán riêng cái gì nữa chứ. Bán gì? Ngồi đâu? Trên đường. À, trên đường à. Thế là hai người chia hai chỗ để khách đến nhiều hơn. Đấy. Thế thu gì anh trả là? Mình biết là nói đùa thôi, mình mới bảo đùa thôi. Mình cũng bảo đùa thôi mà. Cái này không biết là cái gì đấy nữa cơ. Cái này cuốn vào váy à? Yếm à? Đây này. À. Nhưng mà cái này của người Mông chứ? Anh không biết ạ. Anh không phải người Mông, anh có dùng bao giờ đâu. Anh chưa thấy người Mông bao giờ. Có. Nhưng mà có thấy họ đeo cái này đâu nhỉ? Họ đeo cái đoạn này. Mình không biết là đeo đoạn nào ấy. Đoán là đeo ở cái yếm thôi, ở đây trước thôi. À. Đây ví dụ bình thường đi chợ toàn thấy các cô mặc quần như này thôi. Có thấy đeo chỗ nào đâu? Cái này đeo ở đâu đấy cô? Cái này này. Đấy cô ấy còn không biết còn hỏi anh. Cái này mình đeo đi ăn cưới, đi lễ hội gì đó. À. Mà cứ đi chợ. À, bình thường không có đúng không? Có nghĩa là những vào cái dịp mà qua cái gì lễ hội hoặc là đám cưới, đám đình, cái gì quan trọng người ta mới đeo đúng không? Bình thường là người ta không đeo. Đeo cái này cho nặng rồi. Thế ông chồng bán ở đâu để anh tí anh nên làm quen à? Nhưng mà chỗ nào, khu vực ở ngay chỗ cắt tóc à? À, ở đấy cũng mình thấy mấy bạn bán nữa. Váy này, đây này, váy phổ thông nhất là người ta hay đi mặc những cái này, mày váy hàng ngày ấy các bạn. Tưởng phải bán nhiều đồ chứ, bán
bán cả một số đồ khác đấy chứ. Bằng bằng này đi sợ người ta mua 3-4 người mua đã hết rồi. Đấy, ví dụ bên này các cô bán nhiều này, đấy. Váy ấy, đầy đủ các mẫu. Mình phải nhập nhiều chứ nhỉ? Nhưng mà đi cùng một xe à? À, thêm một xe thì hơi chật nhỉ? Mới đi đường xa nữa. Nèo này, nhìn nó mộc mạc giản dị chưa? Ê, những cái túi này các bạn này, những cái túi người ta đựng tiền này, đựng điện thoại này, rất là đẹp. Ở trên này người ta hay bán cái túi này lắm. Cái túi này thì nó rơi vào tầm, không biết là cái túi này họ bán bao nhiêu, nhưng mà bình thường là nó rơi vào tầm 3-40 nghìn này. Những trang phục bộ quần áo rất là đẹp các bạn. Cái đây là toàn là của phụ nữ hết bác nhỉ? Đây. Cái này là cái này gọi là cái yếm à? Cái này gọi áo choàng cổ nhỉ? À choàng cổ. Cái này là kết nữa. Cái áo nào cũng được mình. Cho vào trên cổ. Có nghĩa là cái này là phối với cái váy được đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rất là đẹp. Cái ví dụ một cái áo choàng cổ này khoảng bao nhiêu bác? Đấy là zin cái đấy là 700. 700 ạ. Cái áo thì 1,2. Đây, bác ấy bán rất là nhiều các bạn. Còn đây đây là cái gì đấy ạ? À? Đây là cái này này, cái khăn ạ. À? Cái này cái áo mà. Cũng là áo nhỉ? Cái này là áo. À. Áo của người già. Áo của người già. Rồi cái này là của người thế nào mẫu thế mẫu nó là lạ. Cái này mới là áo của người già. Và nhà bác ở đâu? Nhà bác sao không ạ? Nhà bác ở Pha Long ạ. À? Cũng ở Pha Long à? Khu Pha Long thôi. Nhà bác ở Tảng Nga Châu có biết không? Dạ. Tảng Nga Châu mà. Cháu Tảng Nga Châu. Cháu không. Chưa đi đường đấy bao giờ. Cháu chỉ đi xin chén thôi. Có phải là đi nhá, đi từ Simacai lên này, xong đến trung tâm Simacai, xong xuống là chợ Xin Trang đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Từ cái đường mà rẽ lên Xin Trang, xong đi thẳng là đi Pha Long. Vậy. Thì cách xa không ạ? Từ cái ngã ba đấy ạ? Thì đấy là vào đấy là 30 cây xuống. Ui khủng, 30 cây nữa mới đến Pha Long á? Ồ thế xa nhỉ. Thế thì bạn kia vừa bảo là đi khoảng 50 cây này, đi có một đường khác là gần hơn nhỉ? Thế bác vừa đi từ Lào Cai xuống à? Bác từ trên nhà xuống rồi. À, cháu này không biết đường đấy. Cháu đi Pha Long thì từ Pha Long đi mới vào Chính Trang mới đi Tảng đi Simacai. Vâng. Thế bác đi đường đấy gì? Bác đi đường Bắc Hà xuống gì? Vâng, đi đường đấy. À vâng. Cháu đi Xin Trang tàn đường đấy thôi. Nhưng mà Pha Long thì chưa đi bao giờ. Cháu cảm ơn bác nha. À. À, ở khu vực này thì mình thấy là người ta bán những các mặt hàng thổ cẩm, đồ của người Mông đấy các bạn. Chị... Đây, ở đây thì có một số quán người ta còn nghỉ không đi nữa. À, nó đói rồi. Đây, bạn này bán đồ gì đây? Đồ mỹ phẩm, quần áo. Hê, hey, xin chào. Hê hê, nó cười. Mấy tháng này em? 6 tháng à? Đây, bạn này cũng. Bạn này tiến bộ hơn một tí là bán những cái mốt mới. Đây là mốt của người Kinh nhỉ? Đấy. Kia là những cái váy à? Nhà bạn cũng ở Pha Long à? À dưới ngay dưới đây thôi ạ. Chắc là vừa đến chứ nhỉ? Đấy, mình thấy là bạn bây giờ mới bắt đầu dọn hàng này.
Kia là những cái mốt mới. Toàn bốn nữ đây các bạn, chả thấy mốt nam đâu. Bán thiên vị nhỉ? Toàn bán đồ nữ không bán đồ nam. Thế mình đi từ mấy giờ bạn? 5 rưỡi. Đến đây nửa tiếng không? À, nên nửa tiếng thì gần nhỉ. Mình đoán thời gian là mình biết là gần rồi. Ví dụ như mình đi là gần 2 tiếng là mình biết là mình xa rồi. Đây, đây là những cái váy phổ thông là các cô người Mông là hay mặc nhất. Đây, ví dụ kia các bạn kìa. Đấy, các cô người Mông là hay mặc những cái váy phổ thông. Ngày bình thường là người ta hay mặc những cái kiểu như thế này. Mặc váy lồng với quần nhỉ. Đấy, hay vậy. Không biết là chợ hôm nay có người không, mình chưa thấy là có người. Đến hiện tại bây giờ là thường thường là mấy giờ chợ nó đông ạ? 9 giờ mới đông á? Ồ, thế này mọi người đi muộn đúng không? Chứ ở chợ mình đi hay chợ Xin Chén á là 7 giờ đã đông lắm rồi. Và 8 9 giờ là bắt đầu tan rồi. Thế hai vợ chồng đi sớm à? Nhưng mà em đi một mình à? Tưởng là rủ chồng đi chợ đèo xong chồng bán nơi luôn. Màu nào ra màu đấy nhé các bạn nhé. Đây. Mình thấy bạn ấy sắp màu nào ra màu đấy. Ví dụ bình quân một cái này bao nhiêu tiền ạ? À, 50.000, 40.000, 50.000. Tùy vào size to, size nhỏ ạ. Cái nào cũng giống nhau á? Nhưng còn trẻ con nó khác tí chứ nhỉ? Ừ. Của người lớn là màu, còn nói chung là màu nào thì nó giống nhau hết. Đấy. Nghe bạn ấy kể vào tầm 8 giờ, 8 rưỡi nó mới đông các bạn. Thì chính tỏ một lúc nữa. Hôm nay Hải đi cũng khá là sớm các bạn. Nên tí nữa mới đông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng ra lối kia một tí xem có gì không nhé các bạn nhé. Ở đây là các bạn này, ở đây thì ngoài khu vực kia thì Hải thấy là có người ta bán quần áo người Kinh. Đấy, mấy bác người Kinh bán. Và đấy người ta gọi là siêu thị mặt đất. Còn khu vực này thì mình thấy là những cái quán mà hầu như là những cái quán này này có khả năng là lâu rồi người ta chưa đi. Bởi vì là không thấy sạp đâu, chỉ thấy cái lều thôi. Còn đây là cái quán này chắc là hay đi, nhưng mà hôm nay thì chưa thấy đi các bạn. Đấy, các bạn thấy chợ ở trên đây nó như thế nào nhỉ? Chợ này là chợ Cao Sơn nhá, diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Và một tuần chỉ có một phiên thôi các bạn. Trông rất là mộc mạc, giản dị. Và con người ở đây cũng khá là thân thiện. Quan trọng là chúng ta có chịu hỏi và chịu bắt chuyện hay không thôi. Còn người ta rất là thân thiện các bạn. Đây là quán người ta bán quần áo này. Ây da, quán này là đông nhất đây nhỉ. Ở đây có một cái gương để soi quần áo này các bạn. Quán này là nhiều mốt đây. Thấy mọi người đang thử quần áo. Như chị kia đang thử kìa. Đây, bà này đang thử. Ngay khu vực người ta bán đồ thổ cẩm thì Hải thấy là ở đây có mấy quán thịt này các bạn này.
Ở đây thì một quán này, hai quán này, ba quán, bốn quán, năm quán. Mình thấy có 5 quán thịt. Chú mua thịt à chú? À, chú mua Linh về về cho quán à? À công trường nhỉ? Đây là thịt lợn trắng với chị nhỉ? Đấy. Đây là ba chỉ này. Ba chỉ ở đây thì bao nhiêu ạ? Ba chỉ đây là ba loại chị ạ. Nhiều loại. Nhiều loại. Vị bình nó phải có giá bình quân nào chứ? 100.000. 100.000 à? 100.000 là bình dân nhỉ. Đấy miếng này, con này. Con này chắc là con to các bạn, mình nhìn thấy ba chỉ nó cũng to. Đấy. Thịt ngon nhỉ, thịt tươi. Đấy miếng này ngon này các bạn này. Đấy, chân cun. Đấy. Đấy, khu vực người ta bán thịt các bạn. Đây bên này có thịt ba chỉ này. Chú là anh nuôi của công trường à? À. Đây đây có mấy quán thịt này. À đằng kia có một cái quán người ta bán gì kia. Để tí mình ra mình quay cho bạn xem nhé. Người ta bán đồ ăn sáng các bạn à, ăn phở. Gan. À, các bạn thấy đấy, mình vừa đi một vòng cho các bạn xem rồi. Chợ rất là mộc mạc giản dị nhá. Chợ Cao Sơn các bạn. Ở đây thì có một cái quán quán người ta bán đồ ăn này, đồ ăn sáng này. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào ăn ở quán này thôi các bạn. Đấy, chúng ta sẽ chốt dừng chân ở cái quán này. Để xem vào ăn phở đấy các bạn. Đấy, vùng cao nó chỉ như thế này thôi, mộc mạc giản dị. Trên đây thì cái bánh phở đỏ này. Là cái này là làm bằng gạo cao đỏ đúng không em? Đây gọi là lòng non chứ nhỉ? Phèo, phèo gọi là phèo nhỉ? Lòng non người ta gọi phèo. Hành. Phèo, lộn tung phèo. Đấy. Đây là nồi nước dùng các bạn. Đây là nồi luộc nục thịt này. Đấy. Phở đỏ nó mới gọi là dân vùng cao. Đây thì anh em người ta làm bún phở để bằng thịt lợn đen này. Chứ không có trâu bò gì đâu các bạn nhé. Ra cho chị đi. Tầm 6 năm trước anh lên thì vẫn có. 6 năm trước à? Vâng, mình mới đi chợ này được lần thứ hai. Từ lúc em có con út nhà em lại không đi vô được, không đi chợ bắt được dê. Không đi bắt lại. Nếu được bắt được chợ này có đông không? Nó cũng không đông lắm nhỉ? Không, không đông lắm nhưng mà. Nhưng mà thời điểm bây giờ đến bên này là đông chưa? Hay là tí nữa lên đông? Hay là nó cứ chỉ như này đó? À. Họ đi làm hết nhỉ? À, họ cho ăn sáng xong mới đi thì à, chứng tỏ là một lúc nữa mới đông các bạn. Phở đỏ. Lâu lâu mới đi vùng cao, vùng cao. Ở khu vực chợ đây thì chủ yếu là đường xá ta bắt đầu đang làm mới. Cho nên là ở trung tâm Bảo Thắng luôn. Chắc mấy lầu ăn này chắc phải gần đây thôi nhỉ? Cách đây vài cây là cùng thôi. Làm vùng luôn. Làm vùng bao nhiêu năm rồi? Em làm vùng ở trên này là 10 năm rồi. Thế quê của mình đâu? Trước khi mà chưa lấy chồng ấy. À Bà Hà, à. Còn lấy chồng là ở đây luôn nhỉ? Em ra đây làm vườn thôi, còn lấy à, chồng đâu. Thế? Tạm chú tạm vắng này à? Vâng. Mấy cháu rồi? Em 2 rồi. 2 à? Mình tưởng 4 rồi chứ.
Bởi vì nghe thấy kể ở trên này là hay đẻ sai nhiều. Đang đoán nào. Sai nữa thì mọi người không biết đẻ mà anh đưa chết. Em mà cố đưa thì mọi người càng cố thì thôi rồi Hồng ơi. Hôm nay nó cũng mát rời đúng không nhỉ? Chứ mọi hôm là nó nắng rồi đấy. Hôm nay nắng thế rồi á? Lúc sáng đi từ Bảo Thắng và đến cái đoạn mà nói chung là cách đây khoảng 10 cây thì 10 cây đổ lại đây thì nó rét này. Lúc đi ở dưới đi không đi đường mà đúng rồi cây 21 đấy. Đi sáng còn nhầm đường ấy. Và đi nào thì bây giờ là cứ yên tâm các bạn. Vì có Google Map là tìm thấy ngay. Không cần Google Map, đường là nó ở mồm ấy nha. Nhưng mà sáng ra hỏi không hỏi được là phải mở điện thoại ra để xem. Sáng nay chẳng xem một lần. Phở này. Nhà khác về thì bà La giả vờ bà La nó mua trâu cho thằng kia. Thằng kia bị ốm rất nặng. Này các bạn đây là xong mà nó điếm tiền cho nhà. Cơm nó thịt cần đen này. Đây là phèo đúng không? Đây phèo nhỉ. Rồi đây xin mời toàn thể các bạn cùng ăn sáng với hai anh em nhé. Cái này có chanh không nhỉ? Chia có chanh không nhỉ? À đây đây. Đây 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 đây. Đây. Chanh thì chanh. Thôi xong. Bánh phở này phải có chanh. Đây là cái rau này đặc biệt lắm nha chung nhá. Rau này là ăn nhưng mà mình chốt bớt thì nó cay thôi. Bằng cái độ cay đi. Ăn phở là phải vắt chanh các bạn. Cái đấy lạnh hay sao mà chanh vắt không ra. Chanh nó cứng. Khí hậu ở đây công nhận mát kìa. Buổi sáng các bạn. Hải mời cả nhà nhá. Cả một nhà ăn phở. Phở đỏ kết hợp với thịt lợn đen. Mời anh nhá, ăn đi. Cho tí ớt đi nhỉ. Cái rau này cái rau thơm này nó khác với mình, cái này nó có lông như này. Cái này là rau gì đấy chị ơi, rau húng à? Nó là húng nước mà nó cay lên đấy. Nhưng nó khác dưới mình nhỉ? Cái này mà chấm chấm có cho thêm ớt không? Tí ớt không? Một xíu ớt xíu. Em xin. Mời các cô nhá. Mời. Cháu mời cô nhá, mời các chị nhá. Ăn đây. Có vẻ ngon đấy, chỉ lần đen đây nhỉ. Nhưng mà tí nữa mới đông. Anh ạ. Tí nữa. Chợ này họ đi muộn. Cái miếng kèo thì lần đen các bạn. Nó dày và nhìn ngon lắm. Cái này là cháu mời cô nhá. Bà con bảo chị ấy bảo là ở nhà là bà con phải cho ăn trâu, bò, gà, lợn ăn xong người ta mới đi chợ. Phải làm bên nhà trước đúng không? Em đoán vậy. Tất cả các bạn nhé. Nó giòn. Nó bé nhỉ? Cái này nó bé nhỉ? Cái này mình thấy lợn đây là thịt đen có. Con gì? Lợn đen đấy. Thịt nó dày. Giá bán gần hết rồi. Bên kia á? Bên kia lợn trắng ấy. Không, cái bì nó đen mà, cả lông nó đen. Anh bảo tí nữa về mua một ít. Em chẳng, cháu chẳng biết đâu.
Ở trên đây là cái này có lông này, anh nhìn lông không? Cái cây này có lông. Cây mình nó không có lông. Cây á? Nếu mà mình chấm ớt thì xem nó phải tăng được cây cái rau này. Rau này đánh cái canh thì nó không được. Sao này không đi cay nhỉ? Ờ, hơi cay cay mà, em ăn riêng đi. Ăn riêng á? Ừ. Không bị cay cay nữa mà, chứ mà chấm ớt thì nó càng cay nữa. Tăng thêm cái đủ cay. Một tí thôi nhỉ? Ờ. Anh thử rồi. Cái này mình chấm với ớt nha. Nhưng mà ớt mà chấm với cái rau khác nó không cay rồi. Còn cái này nó có tí cay mà chấm ớt thì nó tăng thêm cái đủ cay rất nhiều. Ừ. Thời tiết này không biết ở trên này như này hay là sắp mưa sao nhỉ? Đường này anh em phải đi mà mưa được khổ. Ừ, đường này mưa. Bún này rất tiếc là nó ngắn quá. Chị, làm sao cái bún của em nó ngắn này? Em định làm miếng to mà phát hết luôn ấy. Đấy. Cái bánh phở này mà con nhanh chứ là nó nát hết. Anh bây giờ em phải làm tô ớt. Đây, nhưng mà cái này nó ngắn quá. Ai xong ăn như mà đá. Con ăn lắm nhưng không ăn được ấy. Thôi mình phải hít nước sáo cho nó kêu vậy. Đấy, hít nước sáo nó phải kêu như thế các bạn. Là cái kèo này nó ngọt, nó dày. Em cứ phải làm cái rau thơm cho nó thơm. Chế à, một miếng là một cái rau thơm ấy nhỉ? Ừ. Rau thơm ăn ngon mà. Rau thơm mình chữa cả bệnh nhá. Chúng ta sẽ rời khu vực người ta bán thịt ấy các bạn. Chúng ta lại quay lại trở lại khu vực ở mé ngoài đường. Bà Trứ ơi. Đấy. Bán hàng chưa? Mua gì ông Nam ơi? Chúng ta sẽ đi sâu về mé bên này một tí nhé các bạn nhé. Sau đó là chúng ta sẽ đi tìm cái quán nào ăn sáng các bạn. Không biết là đằng này là người ta có bán gì không. Còn hai bên thì là mình thấy là người ta bán quần áo các bạn. Quần áo rất là nhiều. Đây là chúng ta sẽ ra đầu này một tí. Sau đó là chúng ta sẽ đi tìm một cái góc nào đó để ăn sáng. Sau đó là đi quay tiếp chia sẻ cho mọi người. Chợ Cao Sơn các bạn. Đấy, các bạn có thể để ý ở đây là đa số là đồng bào người Mông. Đây là các cô người Mông này các bạn này. Đây thì có con bánh rán này, có hàng thảo dược. Anh trai nhá, cái này bán thuốc à anh? À, cái này các loại thuốc. Hình như chợ đến cái địa điểm này là hết đông rồi các bạn. Đấy, chỉ ở trung tâm góc đằng kia thôi. Đây chúng ta sẽ ra đằng này một tí các bạn. Thank you.
đồ chơi. À, kia có máy ô tô, máy cẩu. Đây là những cái đồ và trong bếp các bạn. Đấy, chờ đằng kia nha các bạn nhỉ. Chúng ta vừa đứng ở đằng kia và bây giờ mình đang đứng ngược quay trở lại. Đấy, ở đây thì Hải thấy là bà con đang bán bòng này, chuối này, rồi những quả đỗ. Đấy. Hình như bác đang mua đỗ này. Và đây là có quả bí bao tử này, bí non các bạn. Đây này. Đấy. Chuối này. Su su. Đấy, ở đây có lồng gà các bạn. Người ta bán cả gà. Gà chân vàng. Mọi người đang thử quần áo rất là đông các bạn. Mình thấy quán này là đông nhất chợ này. Đấy. Tấp lập suốt từ sáng bây giờ. Bán rất là chạy. Ở đây Hải thấy là người ta bán một cái không biết là gọi là cái gì nhưng mà nó làm bằng tôn này các bạn này, mà không thấy đáy đâu các bạn này, không đáy. Cái này chắc là bộ phận của một cái gì đó, mình đang đoán là đồ nấu rượu các bạn. Anh ơi, cái này dùng để nấu rượu à? À, nấu rượu nhỉ. Cái này xong đậy vào cái nồi to khác nhỉ? Đây, thấy thùng đáy này. Đây. Đấy, thế anh bảo là cái này người ta dùng để nấu rượu ạ. Ở đây có cái vòi, mình đoán ra ngay đây các bạn ạ. Ở đây có một cái vòi. Đấy. Cái này người ta vít vào.
Mấy cháu học sinh ở đây thì trường ngay cạnh chợ các bạn. Nên cứ tan buổi chơi là đi đi ra chợ chơi luôn các bạn. Có thể là đi ăn bánh rán rồi đi vòng quanh chợ để chơi. Đấy các bạn ạ, vừa đấy tập thể dục xong, bây giờ là được ra chơi. Đổ nhau ra chợ chơi các bạn. Bởi vì là trường này là ngay chợ nha các bạn nhá. Đây, cổng trường đây. Và cách chợ đúng một hai bước chân các bạn. Các bé học sinh đổ xô ra chợ chơi. Rất là vui các bạn. Nhớ này là thời xưa mình cũng thời học sinh. Đấy. Bây giờ là đổ nhau ra chợ đi mua đồ hoặc là đi ra chợ chơi các bạn. Người thì mua bánh mì. Đấy. Mình thấy đông lắm ạ. Quán này rất là đông các bạn. Toàn học sinh nhí thôi. Toàn là khách hàng nhí. Bố mua cho cái áo phao ạ. Áo lì gió vừa đẹp. Đấy, bà con đang mua những rau củ quả các bạn. Chợ phiên nhé. Chợ Cao Sơn diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần các bạn. Một tuần chỉ có một phiên thôi.